Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin thời sự cuối tuần và hôm nay là ngày chủ nhật ngày 13 tây tháng 12 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên là bản tin từ nước Nga. Tim thủy đỉnh nguyên tử của Nga đã bắn thử bốn cái hỏa tiễn ngày hôm uh, tuần này. Một tim thủy đỉnh của Nga ngày thứ bảy đã thành công bắn thử ít nhất là bốn cái hỏa tiễn đạn đạo và cho thấy rằng cái lực lượng nguyên tử của Nga đã bắt đầu có cái sự gia tăng. À, và nâng cấp và trong đó giữa lúc đang có căng thẳng với hoa kỳ bộ quốc phòng của nga cho biết là cái tiền thủy đỉnh có tên là vladimir monomark à, ở khu vực ở đặc trách về khu vực à, á châu thái bình dương tức là tại pacific Fleet đã, đã bắn thử các loại bốn cái loại hỏa tiễn có tên là boulevard và trong đó thành công bắn từ dưới nước mà bắn lên trên à, à, mà không gian và họ cho biết rằng tất cả những cái à, à, Hỏa tiễn này đều nhắm vào những cái mục tiêu mà họ đặt trước ở phía tây bắc của nước Nga với cái độ bắn là khoảng trên 3.400 dặm và trong cái bản tường trình của họ cho biết Vladimir Monomakh là một trong những cái tiềm thi đỉnh được xem là nguyên tử của Nga có thể mang theo khoảng 16 cái đầu đạn hỏa tiễn Bulava và mỗi một cái như vậy họ họ có thể bắn ra rất là xa và đây là được xem là việc nâng cấp của hệ thống hỏa tiễn của nga giữa lúc mà nga và hoa kỳ đang có một số những căng thẳng đối đầu ở khu vực phía bắc cực đây à, tổng thống của nga vladimir putin cũng đã lên tiếng và ca ngợi cái việc bắn thử này trong khi đó thì bộ trưởng quốc phòng của nga là ông sergei sergu trong ngày thứ bảy cho biết rằng việc bắn thử này sẽ cho thấy là cái quyền lực về quân sự của nga vẫn chưa thua kém một nước nào đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của nga ngày hôm nay trong khi đó, bước qua tình hình Hoa Kỳ, một cái email cho thấy rằng Hunter Biden đã gọi cha của ông ta là phải có một cái văn phòng cho ông ta ở trong cái công ty mà họ phối hợp với lại một số về à, viên chức của công ty của Trung Quốc có quan hệ với nhà nước cộng sản Trung Quốc. Một cái email từ năm 2017 công bố cho thấy là Hunter Biden đã đề nghị là cha của ông ta là Joe Biden và cái đối tác của người Trung Quốc của ông ta là sẽ có một chung một cái văn phòng trong một cái building nằm tại Washington DC và yêu cầu họ phải sửa sang cái văn phòng này và trong cái email được đưa ra thì sẽ có một cái chia sẻ cái văn phòng tức là trong đó sẽ đặt một cái văn phòng của ông Joe Biden ông ta danh lên danh sách của những người làm việc trong văn phòng bao gồm cả gia đình của ông Joe Biden gồm có Joe Biden là chú và À, chờ, à, à, cùng với lại người thứ hai gọi là đối tác Trung Quốc là Wen Dong và gọi đây là một trong những à, chủ tịch của cái công ty mới thành lập giữa công ty của gia đình Biden và công ty CEFC theo tường trình của báo chí và ông ta yêu cầu phải có một cái à, văn phòng này sẽ được có cái tên gọi là The, The Biden Foundation hay là Hudson West à, đây là một trong những cái tên mà văn phòng được đặt tại Washington DC và email này đã gửi ra cho Cecilia Browning được xem là tổng quản lý của cái văn phòng của building và trong đó có luôn cả cái văn phòng của Thụy Điển và bà ta đáp rằng bà ta rất là cảm thấy hân hạnh và đón chào những cái đồng nghiệp mới đây là một trong những cái email trao đổi qua lại đã được công bố trong đó cho thấy là show không những là Hunter Biden mà cả cả Joe Biden và em trai của ông ta đều dính líu tới cái công ty của Trung Quốc. Đó là bản tin mới nhất liên quan tới cái tình hình của Biden. Trong khi đó thì phía À, các cơ quan của chính phủ đã bắt đầu tống trát cho Hunter Biden để yêu cầu cung cấp các cái thông tin liên quan tới hàng chục cái à, cái quan hệ mà trong đó bao học bao gồm luôn quan hệ của ông ta với công ty Burisma là công ty năng lượng của Ukraine theo tường trình của một à, nhân viên của tòa của cái à, à, bộ tư pháp đặc trách về điều tra hồ sơ thuế của con trai của ông à, Joe Biden người đang là ứng cử tổng thống bản tin mới nhất cho biết rằng là cái à, sát này sẽ được issue vào ngày thứ ba đã được issue vào ngày thứ ba tức là đã được đưa ra ngày thứ ba và trong đó là các cái công tố viên đang tìm cách thẩm vấn về tất cả những cái vấn đề tài chính của con trai của ông Joe Biden trong tất cả những cái thương mại quốc tế của của gia đình Biden Hunter Biden có quan hệ với công ty Burisma đặc biệt là trong thời gian mà cha của ông ta đang là phó tổng thống của Hoa Kỳ và hiện chưa rõ là Hunter Biden làm việc với công ty Ukraine à, trong cái à, vai trò như thế nào trong hội đồng quản trị và đặc biệt là cái cuộc điều tra của chính quyền liên bang sẽ nhắm vào các mối quan hệ này và cái lợi tức của ông ta trong những năm qua và trong một người một người đã giấu tên và nói cho biết rằng trong cái cuộc điều tra này thì ông Hunter Biden đã không khai thuế cho cái năm 2017 và một luật sư của con con trai ông Joe Biden là George Miser đã không đáp ứng cái câu hỏi của báo chí khi mà hỏi đến tính cái vấn đề chuyển ngân của gia đình Biden và Hunter Biden Hunter Biden xác định ngày thứ tư là ông ta đang bị điều tra về vấn đề thuế má. Tuy nhiên đây chỉ là cái mảng điều tra đầu tiên trong tất cả những mối quan hệ của ông ta với công ty Burisma của Ukraine và kể cả những công ty của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới gia đình của Hunter Biden và Joe Biden. Trong khi đó thì cựu chủ tịch của hạ viện Newt Gingrich và Huckabee đã ủng hộ cho nỗ lực à recall tức là truất phế ông tổng ông thống đốc của California. Cựu chủ tịch của Hạ viện Hoa Kỳ, Newt Gingrich và cựu thống đốc của tiểu bang Arkansas là ông Mike Huckabee đã hậu thuẫn cho các nhà hoạt động tại California trong cái cuộc chiến dài tìm cách truất phế ông thống đốc là Gavin Newsom. À, cái blue way đã khiến cho cái tức là cái cuộc bầu cử năm 2018 đã khiến cho các cái uh, cơ quan truyền thông cánh tả trong nhiều thời gian gần đây đã bắt đầu nói về cái vấn đề mà uh, ông Uh, Gavin Newsom đã có những cái hành động được xem là lạm dụng khá nhiều trong cái quyền lực thống đốc của ông ta, đặc biệt là những cái việc mà ông ta đã sử dụng cái uh, tư thế của mình để làm lợi cho tất cả những cái công ty thân cận với ông ta có thể tiếp cận các cái món cho vay dành cho các tiểu thương trong mùa đại dịch. Đây là một trong những cái lời tuyên bố của ông Newsom và ông Newsom yêu cầu rằng là, là tất cả các cái uh, thành viên của quốc hội là phải điều tra rõ ràng về cái, cái quan hệ của ông uh, Gavin Newsom với lại cái uh, những cái công ty mà đã nhận được ít nhất là 3 triệu tiền uh, PPP tức là tiền uh, cho cho vay dành cho các tiểu thương trong mùa đại dịch và ông này đã gây nổi giận cho cả, cả tiểu bang khi sau khi mà ông ta đã tham gia vào một cái bữa tiệc trong một cái nhà hàng pháp mà trong đó với những uh, kẻ lobbyist tức là những kẻ vận động hành lang giữa lúc mà ông ta ra lệnh cho toàn tiểu bang là phải bị lockdown và trong việc mà hậu thuẫn cho cái lời kêu gọi việc à, à, gọi là RICO tức là truất phế đối với ông Gavin Newsom thì ông Newsom cho biết rằng là tại sao các tù nhân của California nhận tới hàng trăm triệu mỹ kim trong tất cả những cái tiền thất nghiệp đáng lý dành cho người dân của California và ông nói rằng cần phải đưa ông Gavin Newsom ra trước ánh sáng về những cái lem nhem của ông ta trong vấn đề sử dụng những cái nguồn tài chính của tiểu bang một cách bất chính trong đó có lợi cho những công ty thân cận với ông ta và các tù nhân lại được à, lãnh tiền thất nghiệp thay vì tiền thất nghiệp đó trả cho những người dân thất nghiệp ở trong ở trong tiểu bang ông New Gingrich đã cùng với lại ông Hukabi là một trong những à, cựu thống đốc của tiểu bang Arkansas đã tham gia trên một cái à, chương trình phát thanh ở tại à, New York và đã nói rằng là họ rất là ủng hộ mạnh mẽ cho cái công cuộc gọi là trước phế ông Gavin Newsom thống đốc của California trong khi đó thì bản tin được xem là hàng đầu trong channel của trần nhật phong ngày hôm nay là từ Michigan các chiếc xe truck đã chở tất cả những cái vaccine đến từng tiểu bang để bắt đầu cung cấp nguồn vaccine cho các tiểu bang những chiếc truck đầu tiên chở theo các cái vaccine chống lại con siêu vi khuẩn vũ hán à, đã, đã bắt đầu từ cái công xưởng tại Michigan vào ngày hôm nay chủ nhật và trong đó là sẽ gửi tất cả những cái vaccine này đến từng tiểu bang và À, trong cái hình ảnh mà được đưa ra trong ngày hôm nay thì các chiếc xe của UBS rồi à, của FedEx và của nhiều loại xe trước khác nhau đã thi nhau ra khỏi cái à, công xưởng sản xuất vaccine tại Michigan trong đó thì à, rất là nhiều những cái à, à, cái à, vaccine đã được chất đầy trên các xe trước này để trở lên tất cả các tiểu bang để cung ứng cho các tiểu bang để đối phó lại với con siêu vi khuẩn vũ hán trong đó tổng cộng trên toàn thế giới đã có 1.6 triệu người đã bị thiệt mạng trong cái cơn đại dịch này và khiến cho 71 triệu người trên toàn thế giới bị ảnh hưởng. 3 triệu đô, tức là 3 triệu liều vaccine đã được gửi ra trong ngày hôm nay. Và trong đó thì đây là nỗ lực của cái chiến dịch của Tổng thống Trump nhằm chống lại con siêu vi khuẩn này và các chiếc xe được biết rằng là đã khởi đi và đây là các vaccine của công ty Pfizer hợp tác với công ty Bio, BioNTech và họ sẽ gửi tất cả vaccine này tới cho tất cả các tiểu bang. Đây là một trong những cái uh, tin tức được xem là hàng đầu trong ngày hôm nay và được xem là người dân Hoa Kỳ chính thức đã có vaccine. Trong khi đó, thì uh, các nhà lập pháp của Georgia đã bày tỏ sự lo ngại về cái cuộc bầu cử vừa qua có rất nhiều những cuộc thảo luận liên quan đến cái cuộc bầu cử tại Georgia và có cuộc thảo luận của các nhà lập pháp tại tiểu bang này. Trong đó, họ nói rằng có rất nhiều những cái dấu hiệu cho thấy sự bất bình thường trong cuộc bầu cử. Đó là lời phát biểu của dân biểu Jody Heiss đã nói với đài truyền hình New TV vào ngày hôm qua. Tôi nghĩ rằng là phải có những cái cuộc đối thoại giữa tiểu bang và các nhà lập pháp cũng như là cả Hạ viện lẫn Thượng viện của tiểu bang. Theo lời của nhà lập pháp này cho biết và là cái uh, việc đếm phiếu này dường như nó đã có những chuyện bất bình thường. Các nhà lập pháp ông tin rằng là sẽ có những cái uh, quyết định chính xác và có nhiều cái thảo luận trước khi mà đưa ra cái quyết định cuối cùng trước ngày mai thứ hai 14 tây tháng 12 và việc thảo luận này có thể đi tới tình trạng tiểu bang của Georgia các nhà lập pháp sẽ sử dụng cái tu chính án số 12 để giành lại cái quyền bổ nhiệm đại cử tri sau khi mà thống đốc của tiểu bang là Brian Kemp và thư ký của tiểu bang là Raphael Butcher À, đều à nằm dưới cái à, sự thắc mắc của công chúng và thiếu câu trả lời minh bạch về các cuộc à, đếm phiếu và bầu cử vừa qua. Đặc biệt là họ đã cố tình vội vã trong việc mà xác nhận kết quả bầu cử mà trong đó là Joe Biden thắng được ở tiểu bang này. Ông hai chỉ ra cho thấy là các dân biểu ở à, tại tiểu bang này cũng sẽ thảo luận rất nhiều và họ sẽ giành lại cái quyền à, bổ nhiệm của quốc hội của lưỡng viện tiểu bang, à, quốc hội lưỡng lưỡng viện quốc hội của tiểu bang, gồm có thượng viện và hạ viện của tiểu bang Georgia đó là bản tin liên quan tới tình hình của Georgia và đã có một thượng nghị sĩ thứ hai đặc biệt lo ngại về tình trạng mà đưa ra những cái kết quả bầu cử một thượng nghị sĩ thứ hai ông cho biết ông sẽ cùng tham gia với các thành viên trong hạ viện những người phản đối việc xác nhận cái kết quả bầu cử à, đáng lý sẽ diễn ra vào ngày 6 tây tháng giêng năm 2021 Chúng tôi đang nhìn vào tất cả những tính chất hợp pháp và những chuyện gì đang xảy ra và chúng tôi sẽ có những quyết định và chúng tôi sẽ chọn ra những cái quyết định nào mà nó hợp lý nhất và nó cần phải đúng với tinh thần hiến pháp. Đó là lời phát biểu của thượng nghị sĩ Ron Paul thuộc Đảng Cộng hòa đại diện cho tiểu bang Kentucky. À, trước đó thì à, dân biểu à thượng nghị sĩ Ron Johnson của Đảng Cộng hòa tại Wisconsin đã nói với các thông tin viên rằng ông vẫn phải để ra một cái đề nghị là sẽ do cái à, quốc hội sẽ lắng nghe tất cả những cái tính chất của cuộc à, tranh cử này và ở trong tuần và trong đó thì có thể sẽ đưa tới một cái quyết định là quốc hội sẽ chọn đại cử tri. <laughs> Việc tham gia này đã bắt đầu có thêm sự ủng hộ của nhân bị cái người thượng nghị sĩ thứ hai là ông Ron Paul. Trước đó thì các thành viên tại Hạ viện Hoa Kỳ gồm có dân biểu moore Brook đại diện cho tiểu bang Alabama và dân biểu Barry Moore cũng đại diện cho Alabama và dân biểu Tyler Green đại diện cho tiểu bang Georgia đã lên tiếng và nói rằng họ sẽ phản đối mạnh mẽ trong vấn đề mà chọn mà đưa ra cái quyết định về các cái cử tri đoàn ở các tiểu bang được xác nhận và họ nói rằng vẫn còn khó rất nhiều những cái uh, câu hỏi cần phải được giải đáp trong cái cuộc bầu cử này trước khi mà quốc hội Hoa Kỳ đưa ra cái quyết định sau cùng đây là một trong những cái cuộc chiến về pháp lý và tính chất hiến pháp khi mà các tiểu bang cố gắng vội vã để mà xác nhận kết quả bầu cử và nộp lên quốc hội trong khi đó thì tiểu bang Nevada cơ quan DMV tức là nha lộ vận của California của tiểu bang Nevada đã lên tiếng xác nhận rằng có 4.000 cái phiếu à, của các cái thành phần gọi là à, alien những thành phần bất hợp pháp đã được đếm ở trong cuộc bầu cử năm 2020 và theo cái à, một cái bản khai hữu thể đã được nộp trên tòa án một phần trong cái việc cái chiến dịch mà gọi là chống lại tình trạng gọi là bất bình thường trong các cuộc à, bầu cử thì cơ quan DMV à, cho biết rằng là có khoảng 4.000 lá phiếu được xem là bất hợp pháp tức là những người mà chưa phải là quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là những di dân bất hợp pháp mà sử dụng cái driver license để mà đi bỏ phiếu. À Chelsea được xem là một à, chuyên gia đặc trách của Đảng Cộng hòa trong cái phần mà đưa ra cái cái nỗ lực của cái đơn kiện này cho thấy rằng là có 110.000, 110.164 công dân à, không phải công dân à, đã nộp đơn đi đi bầu trong ở cái DMV, tức là cái nha lộ vận của tiểu bang Nevada và chỉ ra cho thấy con số rất là cao, trong đó mươi người À, không phải là công dân nhưng mà vẫn ghi danh đi bầu 3.987 người à, được xem là cả, à, những công dân à, không phải là công dân Hoa Kỳ nhưng đã được bầu và được đếm và chỉ ra cho thấy rằng là có rất nhiều những cái à à tin tức giới hạn từ đó ra và cho thấy rằng họ đã giới hạn khá nhiều những tin tức và đây là một trong những cái bằng chứng mới nhất cho thấy tiểu bang Nevada đã có tình trạng gọi là gọi là bất bình thường trong các cuộc bầu cử. Đó là bản tin liên quan tới tiểu bang Nevada. Trong khi đó thì à chủ tịch của Thượng viện tiểu bang Pennsylvania cho biết sẽ đứng chung với tổng thống Trump trong việc mà phản đối cái, cái, cái việc xác nhận kết quả bầu cử. Chủ tịch của Thượng viện tại tiểu bang Pennsylvania là thượng nghị sĩ Doug Mastriano trong ngày thứ bảy cho biết ông sẽ đứng chung với tổng thống Trump. Ông đang chắc trong giờ phút cuối việc mà tiểu bang này đang chuẩn bị xác nhận kết quả bầu cử và ông nói rằng sẽ có những điều sai lạc cho Pennsylvania và những nơi khác nếu như những điều cần thiết không được chấn chỉnh. Ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn mới nhất và được xem là một trong những thượng nghị sĩ của tiểu bang. Ông đang dẫn đầu cái việc mà thúc đẩy cái tính chất minh bạch trong cuộc bầu cử tại cái à, tiểu bang mà ông đang à, cư ngụ và trong đó cuộc tranh đấu về cái việc mà giành lại cái quyền công minh cho cuộc bầu cử này là giữ cái thể chế cộng hòa một cách à, vững chãi hơn người dân hoa kỳ không thể bị à, cái đám à, không thể bị à, những kẻ mà làm truyền thông và dẫn qua một cái hướng bên à, cánh tả và bây giờ người dân hoa kỳ nói chúng tôi cần phải ngồi xuống và chúng tôi cần phải đứng dậy và tranh đấu cho điều này chúng ta là một đất nước có một nền cộng hòa và chúng ta phải có dự tính giữ lại nền cộng hòa của chúng ta đó là lời phát biểu của vị trưởng nghị sĩ đứng đầu của thượng viện của tiểu bang pennsylvania và như vậy pennsylvania sẽ có những cái biến động mới trong khi đó thì bước qua tình hình của bà sydney powell người được xem là đại diện cho We the People để khởi kiện các tiểu bang liên quan tới vấn đề bầu cử, cho biết rằng bà đã gửi đơn của bà lên Tối cao Pháp viện để ngăn chặn tất cả việc xác nhận kết quả bầu cử năm 2020 tại ít nhất là 4 tiểu bang trong một cái thông báo đưa ra ngày thứ sáu bà cho biết bà đã gửi một cái yêu cầu khẩn cấp tới tòa tối cao pháp viện yêu cầu là công lý là phải ngăn chặn tất cả những cái việc mà xác nhận kết quả bầu cử ở các tiểu bang gồm có georgia michigan arizona là trong đó bà cho rằng là có rất là nhiều những cái tình hình gọi là bà gọi là bất bình thường và trong đó bao gồm luôn cả cái trường hợp mà bà đang khởi kiện tại tiểu bang wisconsin nơi mà tối cao pháp viện đang duyệt xét tất cả những cái đơn của bà Hiện nay thì bà cho biết rằng là cái đơn của bà đã nộp vào ngày thứ 6 và bây giờ thì các tiểu bang trên nguyên tắc sẽ đưa ra cái kết quả và xác nhận cử tri đoàn vào ngày thứ 2 ngày mai. Đây là một trong những cái đơn kiện khẩn cấp mà bà Paul bà Sydney Paul đã gửi lên cho tối cao pháp viện được xem là tòa án cao nhất của Hoa Kỳ tức là liên bang. Đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới cái tình hình bầu cử ở tại các tiểu bang. Trong khi đó, cuộc biểu tình ngày hôm qua của Tất cả những người ủng hộ cho tổng thống Trump đã diễn ra rất ôn hòa. Tuy nhiên, vào giờ chót của buổi tối thì nhóm Antifa đã ra gây hấn và kết quả cuộc gây hấn này, 4 người bị đâm, 23 người bị bắt giữ ở trong các cuộc đụng độ ở tại Washington DC. Ít nhất 4 người đã bị đâm và cảnh sát đã có những cảnh sát bị thương trong các cuộc đụng độ vào tối thứ bảy giữa các nhóm biểu tình và chống biểu tình. À, cuộc biểu tình này là được xem là cuộc biểu tình ôn hòa có cái tên gọi là Million March đã được tổ chức và rất là thành công trong trọn một ngày, tức là cuộc biểu tình diễn ra rất ôn hòa. Tuy nhiên, vào giờ chót thì nhóm cực tả Antifa đã có sự đụng độ với nhóm Proud Boy Group và cuối cùng là đôi bên đã có những cái cuộc xô xát ở trên đường phố ở tại Washington DC từ đường 11 tới đường F Street ở downtown DC à, nơi gần cái um, tổng đàn của nhóm Black Lives Matter và bốn người đã bị được đưa tới bệnh viện bệnh viện trong những vết thương trầm trọng theo tường trình của bà uh, truyền hình địa phương và phía cảnh sát tại đây cho biết họ đã bắt giữ 23 cá nhân và trong cái cuộc gọi là bất ổn này trong đó bao gồm 6 người đã tấn công vào cảnh sát và trong đó có bốn người đã gây bạo động và hai người đã băng qua cái lằn ranh mà cảnh sát đã đề ra. Do đó họ đã bị bắt giữ. Hiện nay thì tổng cộng 23 người đã bị bắt giữ và bốn người bị thương sau khi mà nhóm Antifa đã cố tình ra quậy và tìm cách tấn công những người biểu tình và nhóm Proud Boy muốn bảo vệ cho những người biểu tình đã đụng độ với nhóm Antifa. Đây là một trong những cái trò phá đám của Antifa sau khi mà có cuộc biểu tình rất lớn của cả trăm ngàn người đã có mặt ở tại Washington DC và họ không dám lú đầu ra, họ đợi cho tới lúc kết thúc cuộc biểu tình. Chỉ còn lại còn khoảng chừng vài ngàn người hay vài trăm người, họ bắt đầu kéo ra và gây hấn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của cuộc biểu tình ngày hôm qua. Và trong đó thì một bản báo cáo mới nhất cho biết những cái cuộc mà gọi là quyên góp của ngoại quốc đã đe dọa tới nền giáo dục và tự do trong học đường của Hoa Kỳ nhiều quốc gia đã đầu tư vào các trường đại học ở Hoa Kỳ qua các cái tiền quyên góp và tìm cách gây ảnh hưởng vào cái nền giáo dục của Hoa Kỳ. Trong đó đã được nêu, bà, nêu bật lên là gồm có Trung Quốc đứng đầu, Nga và Saudi Arabia. Và rất nhiều số tiền này đã không đáp ứng đúng cái lời yêu cầu của chính quyền liên bang là bạch hóa những số tiền đóng góp của những cái nước ngoại quốc đóng góp vào tất cả những trường đại học. Trong báo, báo cáo gần đây của Bộ Giáo dục cho biết là hàng chục trường bao gồm có trường Georgetown University, Cornell University, Massachusetts Institute of Technology, Harvard University và Yale University đã không báo cáo số tiền tổng cộng là 6.5 tỷ Mỹ Kim cả tiền quyên góp lẫn quà tặng mà các cái trường này đã nhận từ những chính phủ nước ngoài và hầu hết tất cả các cái tiền quyên góp này đến từ Trung Quốc, Saudi Arabia, Qatar và Nga và bây giờ thì họ đặt câu hỏi về tình trạng của cái tiền quyên góp này khiến cho các trường này đã không có những cái che đậy và không có cố tình lái đi những cái giáo dục về cái quyền con người tức là nhân quyền và đây quả thật là một sự đe dọa rất là trầm trọng đối với chúng ta đó là lời phát biểu của một phân tích gia và là giám đốc điều hành của một cái viện gọi là center of security policy có tên gọi là Christopher Horton đã nói về tất cả những cái quyên góp của các trường này nhận từ các chính phủ ngoại quốc trong đó thì ông chỉ ra cho thấy rằng là Trung Quốc đã đóng góp rất nhiều và trong đó khi đóng góp thì họ lại tìm cách à, à, gọi là khuynh loát và thao túng cái nền giáo dục và hướng những người à, những học sinh và sinh viên tránh nhắc tới những vấn đề nhạy cảm của Trung Quốc đặc biệt là những hồ sơ nhân quyền mà Trung Quốc đã vi phạm trong những năm qua và bên cạnh đó thì Saudi Arabia, Nga và kể cả Qatar cũng đã có những cái hành động tương tự sử dụng đồng tiền của họ để thao túng cái nền giáo dục ở trong tất cả những cái trường đại học lớn của Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái bản báo cáo mới nhất cho thấy là Bắc Kinh đã xen vào và đã có những cái hành động được xem là gây hại cho an ninh quốc gia bằng cách là họ tìm cách tẩy não trong các trường đại học. Trong khi đó, một nhân vật tiếp theo đã nằm trong cái danh sách cấm vận của Hoa Kỳ, à, được biết là nhân vật này à, được xem là đã vi phạm trầm trọng về nhân quyền. À, tiếp theo cái nhân vật được xem là trùm băng đảng ở tại à, ở tại Trung Quốc có cái tên gọi là Súng răng Hoa Wa Ku là trùm băng đảng của nhóm 14K vốn đã bị cấm vận thì trong đó thì à, nhân vật thứ hai có tên là Hu San Hu à, Huan Yan Song à, được xem là lãnh đạo của cái à, cục mật vụ ở tại Hà môn. À, ở à, tỉnh Phúc Kiến, ông này bị tố cáo là đã có những hành động vi phạm nhân quyền à, và ngăn cản quyền tự do tôn giáo và liên hệ tới việc mà bắt giữ tất cả những thành viên nào mà luyện tập pháp luân công. Nhân vật này được xem là nhân vật mới nhất đã bị chính quyền của Hoa Kỳ ban lệnh cấm vận tiếp theo sau 14 nhân vật à, trung ương của Trung Quốc đã bị à, cấm vận vì về vấn đề liên quan tới Hồng Kông và trong đó thì à, các nhân vật ở trong bộ này cũng đã bị cấm vận gồm có Wang sao Hon, Li Ray là những kẻ đã làm trong cái cục mật vụ ở tỉnh Hạ Môn nằm đối diện với Đài Loan tức là ở tại à, tỉnh Phước Kiến và những nhân vật này được biết là đã tìm cách bức hại tôn giáo và đặc biệt là có những cái sự đối xử rất là nghiệt ngã đối với những người tham gia luyện tập Pháp Luân Đại Pháp tức là Pháp Luân Công và họ đã có những hành động được xem là bất hại những người này trong nhà tù. Đó là bản tin mới nhất liên quan tới tình hình của Trung Quốc. Trong khi đó thì nhà tài phiệt của Hồng Kông Jimmy Lai lần thứ hai đã bị bác bỏ việc tại ngoại hầu tra. Một trong những nhà tranh đấu cho dân chủ của Hồng Kông và cũng là một ông trùm truyền thông của Hồng Kông là ông Jimmy Lai đã bị bác bỏ lần thứ hai trong một tháng qua khi mà ông yêu cầu được tại ngoại hầu tra trong lúc mà ông đã bị Bắc Kinh bắt giữ với cái đạo luật an ninh quốc gia, năm nay 72 tuổi, ông đã bị truy tố hôm thứ Sáu là đã liên kết với những thế lực ngoại quốc để mà gây hại an ninh quốc gia. Một tội có thể dẫn tới tình trạng mà tuyên bố ông bị án tù chung thân ông đã bị bắt giữ và đưa ra tòa ở cái tòa phía tây của cửu Củ long với nữ chánh án vào sáng ngày thứ bảy trong đó thì bà nữ chánh án này có tên là victor so đã bác bỏ cái việc tại ngoại hầu tra của ông ở trong cái trường hợp diễn ra vào tháng 4 năm 2021 và cái uh, xin lỗi quý vị là sẽ xét xử ông vào tháng 4 năm 2021 Rồi khi mà phía công tố viện nói rằng họ cần có thời gian điều tra hàng ngàn cái tweet của ông ở trên Twitter và trong đó có những cái lời kêu gọi Hoa Kỳ cấm vận các viên chức của Hồng Kông và Trung Quốc và chính là cái lời kêu gọi này họ quy vào cái tội là liên kết với nước nước ngoài để gây hại an ninh quốc gia đây là một trong những cái uh, mới nhất biển chuyển mới nhất liên quan tới ông Jimmy Lai như vậy ông sẽ bị giam giữ từ đây cho tới tháng 4 trước khi mà có cái cuộc xét xử ông ở tại tòa án. Trong khi đó, Đài Loan đã mua một cái hệ thống viễn thông di động để mà đối phó với các cái cuộc tấn công không gian mạng từ Trung Quốc. <laughs> Bản tin mới nhất cho biết là phía của Hoa Kỳ trong thời gian gần đây đã chấp thuận bán cho Đài Loan một cái hệ thống viễn thông di động có thể giúp cho quốc gia này đối phó với những cuộc tấn công không gian mạng từ lực lượng PLA tức là lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc à, trong việc mà đang đe dọa tới cái an ninh của Đài Loan hệ thống này được xem là một trong những cái vũ khí mà Hoa Kỳ đã bán cho Đài Loan trong năm nay và nó sẽ giúp cho quân đội của Đài Loan có thể ngăn chặn được tất cả những cái um, cuộc tấn công của các hacker từ PLA từ trung quốc vào ngày thứ hai thì bộ ngoại giao hoa kỳ đã thông báo cho quốc hội biết là họ sẽ bán cái hệ thống mà viễn thông di động này có cái tên gọi là field information communication system tỷ giá 280 triệu mỹ kim và đài loan sẽ dùng nó để nâng cấp cái hệ cái hệ thống phòng thủ của họ đặc biệt là có thể đối phó với những cuộc tấn công không gian mạng và cuộc À, cái thương lượng này gồm có những cái máy à, 154 cái máy di động về viễn thông và 24 cái máy à, nhận tức là cái, cái receiver cũng như là cái uh, transmitter và những cái hệ thống này có thể giúp cho Đài Loan có thể ngăn chặn được tất cả những cuộc tấn công không gian mạng xuất phát từ phía Trung Quốc. Đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất và chưa bao giờ chính quyền Tổng thống Trump lại từ chối bất cứ một đề nghị mua bán nào về vũ khí và các cái uh, thiết bị quốc phòng của Đài Loan, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan và Trung Quốc và cuối cùng liên quan tới Đài Loan ngày hôm nay. Chiếc chiến đấu cơ của Trung Quốc đã tiếp cận vào cái vùng không phận của Đài Loan và chỉ cách bờ biển của Đài Loan có 103 km. Ít nhất một trong hai chiếc chiến đấu cơ của Trung Quốc đã xông vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan vào ngày thứ bảy và nó chỉ còn cách cái um, tỉnh Bình Đông của cái quận Bình Đông của Đài Loan 103 km đây là cái hành động mới nhất mà Trung Quốc xâm phạm vào vùng nhận dạng học phòng không của Đài Loan. Cái chuyến đầu xâm nhập đầu tiên là 10 giờ 19 phút sáng và sau đó thì đến 1 giờ 38 phút trưa đã có chiếc thứ hai và chiếc thứ hai này liều lĩnh và họ đã bay với độ cao là 1.700 m và tiếp cận cách cái bờ biển của Đài Loan chỉ còn có 56 hải lý tức là khoảng 103 km từ Hengchun nằm một cái nằm trong cái quận nơi có cái à, à, nơi có cái gọi là cái nhà máy nguyên tử về điện của đài loan và nằm ở trong cái khu vực quận bình đông đây là một trong những cuộc xâm nhập mới nhất của chiến đấu cơ của trung quốc đã tiếp cận vào cái nhịp vùng nhận dạng phòng không của đài loan và gây lo ngại cho cái chủ quyền của đài loan và đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho bản tin này và phong sẽ gặp lại tất cả mọi người trong chương trình đặc biệt vào chiều tối ngày chủ nhật và chúng ta sẽ gặp lại sau bye bye